Phật dạy cái tướng của người trí. Cái tướng của người trí là sao? Cái biểu lộ của người trí. Có những người người ta có trí, nhưng mà người ta biểu lộ lúc nào? Cái đó là mình nhìn vô mình biết người có trí. Thí dụ thôi. Thí dụ như người ta nấu ăn á, người ta biết sắp xếp một cái bữa nấu ăn của người ta. Đó là cái tướng của người trí. Hay là thậm chí mình mời khách, mình bày một cái bữa ăn, mình phải biết món nào nó đi với món nào, và ăn làm sao để nó không chống nhau, thì gọi là cái tướng của người nấu, cái tướng của người trí tuệ, biết sắp xếp bữa ăn. Thành thử ra ngay cả khi mình mời một người khách tới nhà mình ăn mà không phải mình có bao nhiêu tài nghệ của các món mình làm được hết, thì nó chỏi và thậm chí nó dư. Cái đó cũng vậy. Ngay khi mình chăm sóc người bệnh cũng vậy. Người bệnh là người ta cần mình chăm sóc, mà mình thể hiện tình thương là mình đi tới mình giúp. Nhưng mà mình phải thể hiện cái tướng của người chăm sóc bệnh, để người ta biết lúc nào mà người ta được sự chăm sóc, mà bằng cả cái tình thương lẫn trí tuệ của mình. Cho nên cái tướng của người trí là vậy. Và cái thứ kỳ rồi chúng ta học là cái công đức của trí tuệ, tức là những cái gì mà cái kết quả, hôm trước mình nói nhớ không, công đức nghĩa là cái quả mà người ta làm ra được. Hôm trước mình có ví dụ một vài việc đó, quý vị nghe lại bài trước thì mình sẽ biết. Bây giờ mình nói tiếp tục về cái công đức của cái việc đó. Như hôm rồi Pháp Hòa ví dụ á, thí dụ như gần đây á, mình xem được một số hình ảnh chụp ở trên Tây Thiên. Ví dụ như mình nhìn qua những cái hình ảnh đó, cái mình nói trời ơi, cái hình này đẹp quá. Công đức của anh đó, tụi tôi mới có được những cái hình đẹp này để mà coi. Thì cái kết quả của người đó làm thì mình biết được cái công đức của họ. Cũng giống như mình thấy một đứa con của cái người đó, bây giờ nó ngoan hiền, nó học hành đến nơi đến chốn. Cái mình nhìn đứa con đó mình nói trời ơi, đây là công đức của ba má nó đó. Ba má nó đã dày công chăm sóc, dạy dỗ, phải không? Rồi ngược lại, ngược lại mà nếu mà người mẹ, người cha bỏ bê con cái không chăm sóc. Nhưng mà có khi á, cha mẹ chăm sóc rất là nhiều, dạy dỗ rất là nhiều, nhưng mà cuối cùng cái quả nó không có được như mình muốn. Thành thử ra chính vì vậy mà có những cái trường hợp gọi là cái gì? Cái quả nó bị lệch, tại vì nó bị ảnh hưởng. Thí dụ mình trồng khổ qua, mình trồng dưa leo, thường thường mình nghĩ dưa leo là nó ngọt, nó ngon, nhưng mà không ngờ mình trồng gần cái dây khổ qua, cho nên nó có ảnh hưởng cái phần đắng của khổ qua. Chứ không phải mình trồng mà mình quên để ý một chút. Thì bây giờ nói tiếp nè. Vì được lời nói chân chánh nên dạy các chúng sanh khiến học thinh luận. Ở đây nói là cái người trí, người ta học được cái lời nói chân chánh, cho nên cái cách thuyết phục người ta nó có. Ở trong này nói là vì được lời nói chân chánh nên dạy các chúng sanh khiến học thinh luận. Thinh luận là gì? Có chỗ đọc là thanh luận, có chỗ đọc là thinh luận. Chữ thinh luận này á nghĩa là nói về văn tự, ngôn ngữ. Quý vị nhớ là trong Phật giáo á có khuyến khích mình học năm môn. Một là nội minh. Chữ minh là gì? Chữ minh là sáng sủa rõ biết. Một người muốn hoằng pháp dễ đó thì người đó nên có một trong ngũ minh. Ngũ minh á, một, nếu mà ai mà có được một cũng tốt, mà càng nhiều thì càng tốt. Mà ngũ minh là gì? Đó là một là nội minh. Nội minh là gì? Biết giáo điển. Cái điều này là không thể thiếu. Thí dụ bây giờ mình là một Phật tử, mình không biết nội điển của Đạo Phật, tức là mình không biết gì giáo lý của nhà Phật, đây là một thiếu sót. Mà nếu mà là một tu sĩ Phật giáo mà không biết giáo lý lại càng thiếu sót nữa. Mình hình tướng là một người xuất gia, cạo đầu, đắp y, mặc áo, mà không biết gì về kinh điển hay là giới luật căn bản nhất của nhà Phật là một điều rất là thiếu sót.
Cho nên người Phật tử phải có học kinh điển, phải học giáo lý. Bây giờ mình không biết nói gì cao xa, nhưng mà ít nhất mình phải biết Tam Bảo là gì, mà phải biết ít nhất giáo lý căn bản của Đạo Phật là gì. À, mà nếu mà một Phật tử mà không biết mấy cái đó là một cái điều thiếu sót. Cho nên người Phật tử là phải biết nội minh. Nội minh nghĩa là rõ biết những cái gì bên trong. Chữ nội là bên trong, thì nói theo Phật học là nội điển, tức là những cái kiến thức về cái bên trong của mình. Cũng giống như bây giờ mình ở trong cái nhà đó mà không biết gì nhà hết trơn, không biết chén để đâu, đũa để đâu, hỏi sao vậy, tại tôi bận ăn rồi đi chơi ngoài đường, không biết gì trong nhà tôi hết. Thì một Phật tử cũng vậy thôi, đi chùa thật là nhiều nhưng mà không có chịu để ý nghiên cứu kinh điển, biết những cái giáo lý căn bản. Cho nên Pháp Hòa hay khuyến khích quý vị là phải đọc cái bộ Phật học phổ thông. Người nào mà tệ lắm là phải nắm được 3 cuốn, 4 cuốn đầu của Phật học phổ thông. Phật học phổ thông có 12 cuốn. Mà giờ quý vị ráng làm sao quý vị biết được 4 cuốn đầu thôi là cũng đủ ăn tiền rồi. Không, học cho tới thí dụ bây giờ mình phải biết là Đạo Phật là gì, tại sao gọi là Đạo Phật, tại phải biết tại sao mình ăn chay, tại sao mình phải thờ Phật, tại sao phải lại Phật, mấy cái đó mình phải biết. Nhưng Phật tử mà không biết mấy cái đó thì coi như không biết nội mình. Cái thứ hai là gì? Thứ hai là nhân minh. Nhân minh là gì? Nhân minh là những lập luận và đưa ra một vấn đề và có chứng minh, có ví dụ, cái đó gọi là nhân minh. Hồi nãy có một cô đến, cô mới nói rằng con bây giờ con nhờ cái pháp môn niệm Phật mà bây giờ con sống nhẹ nhàng, mà con đi đến đâu con cũng thích ứng được. Thì Pháp Hòa mới nói người Phật tử mà mình hiểu biết Phật pháp rồi, mình nắm được cái căn bản Đạo Phật, cũng giống như mình có một chén cơm trong túi vậy đó. Đi đâu ai nấu món gì cứ móc cơm là ăn chung với món đó. Ta xào đồ xào ăn cũng được, ta nấu đồ kho mình ăn cũng được, ta nấu cà ri mình ăn cũng được. Người ta nấu món gì cứ đem cơm ra ăn với món đó. Thì mình đó, đem một cái ví dụ như vậy. Ví dụ bây giờ mình nói nhân minh nè, nói là ví dụ thôi, mình nói là ông Nguyễn Văn A chết, đó là nhân đó. Rồi tôn là cái tôn chỉ của đó, là ai cũng chết gọi là tôn. Bây giờ mình đưa một cái ví dụ, phải không? Sống trên đời ai cũng chết, và không phải ông A chết mà ông B, ông C, ông nào, ví dụ. Rồi cũng ví dụ như mình nói ông Bành Tổ 800 tuổi cũng chết, giàu như là Vương Khải, Thạch Sùng rồi cũng chết. Thì mình đưa ra, mình nói một vấn đề và mình có ví dụ, cái đó gọi là nhân minh. Thứ hai, thứ nhất là nội minh, thứ hai là nhân minh, thứ ba là gì? Thanh minh. Thanh minh là gì? Ngôn ngữ, văn chương. Ví dụ mình nói, mình giảng cái lâu, mình dẫn một câu thơ, hay thậm chí mình dẫn một bài hát, mình đưa một cái câu chuyện làm cho cái bài nói chuyện của mình hấp dẫn, và nó làm cho người ta đỡ buồn, đỡ chán, hay là người ta nghe mà người ta thấy có cái sức hấp dẫn trong đó, cái đó gọi là thanh minh. Thanh này là gì? Thanh này là gì? Là âm thanh, là ngữ ngôn, là văn chương. Mình nói ra như vậy thì ví dụ như có một người đó, ta tới ta nói trời ơi con phiền ba má con quá, đi đâu ông bà cũng kiếm gọi, thí dụ vậy. Nó không có đâu con, nếu có đi vòng quả đất tròn, ngoài trong con người, trong con mỏi mòn, chắc không ai ngoài mẹ. Thật sự mình đi hết cuộc đời này, ai là người trong móng mình nhất? Người yêu hả? Không dám đâu. Tại nếu mà đang yêu thì mới trong, chứ còn hết yêu rồi nó đi đâu đi khuất cho rồi. Nhưng mà chỉ có người mẹ thôi. Nếu có đi vòng quả đất tròn, người trong con mỏi mòn, chắc không ai ngoài mẹ. Cái vòng tay nở ra từ tấm bé, cứ lớn dần khi con trẻ lớn khôn.
Mình đem một vài câu thơ mình ví dụ như vậy, cái đó là thanh minh. Và thậm chí mình đưa những câu chuyện, nói một cái vấn đề đó, mình đem một câu chuyện ra, nó vừa vui mà nó vừa có cái lịch lãm trong đó, nó dẫn chứng, nó làm cho người ta dễ nhớ cái ý của mình muốn nói, là cái đó là thanh minh. Và cái người mà đi giảng đó, là mình có được cái đó thì tốt lắm. Cho nên gọi là nội minh, nhân minh, thanh minh. Và cái thứ tư là gì? Cái thứ gọi là công xảo minh. Công xảo minh là gì? Công xảo minh là nghệ thuật. Thí dụ như tranh ảnh, thư pháp. Vừa rồi mình tổ chức triển lãm văn hóa tranh ảnh Phật giáo là mình biểu lộ cái gì? Công xảo minh. Quý vị biết đó là ở bên Trung Hoa đó, các vị phần lớn là các vị tổ, các vị hòa thượng đó, đều tập viết chữ bằng thư pháp. Mà các vị thường đó, là các vị mà hòa thượng đó, thường là một năm vậy là các vị đích thân các ngài viết một câu thư pháp rồi in ra để làm quà tặng cho Phật tử. Ví dụ như gần đây đó, là hòa thượng Làng Mai á, là hòa thượng nói rằng tại sao mình phải nghĩ rằng ông đồ phải viết chữ Tàu. Ông đồ có thể viết chữ Việt Nam. Ông đồ đã sống dậy rồi, ông đồ không có chết nữa. Mình nghĩ bây giờ cái ông đồ mặc gì áo 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 dài khăn đóng, giấy hồng điều, viết mực Tàu, ngồi ở góc đường viết chữ Tàu đó, ông đồ đó giờ kiếm khó quá. Bây giờ ông đồ đã sống dậy bằng cách là cứ bình thường như mình đang mặc về đây, nhưng mà mình cầm được cái viết, mình viết chữ Việt Nam. Và mỗi năm hòa thượng viết một câu. Thí dụ mỗi năm hòa tặng một cái câu đối, mà câu viết bút pháp của hòa thượng ngắn gọn thôi. Thí dụ như để là xuân tha thứ, Tết bao dung, rồi thành câu rồi đó. Đó có một đối vậy. Đó, xuân với Tết là đối rồi. Tha thứ với bao dung là đối rồi. Thành thử đối là nó là như vậy. Mỗi năm ngày để mình mọi năm nào ngài cũng để một cái câu đó ngài là. Thì công xảo minh là những cái gì về tranh ảnh nghệ thuật, ngay cả âm nhạc Phật giáo. Hồi trước á, nhạc Phật giáo nó còn hạn chế lắm. Mà gần đây á, là các vị khuyến khích các nhạc sĩ viết nhạc Phật. Cho bây giờ quý vị thấy nhạc Phật giáo rất là phong phú, mà nhiều bài rất là hay. Thì cái đó là công xảo minh, nó một hình thức truyền bá. Có những người người ta không biết gì hết trơn, nhưng mà ta nhìn những bức tranh nghệ thuật ta thích. Bây giờ người ta làm ra những bức tranh, ta vẽ những bức tranh rất là đẹp, ta viết những cái câu thư pháp rất là hay. Mà giờ thư pháp là trở nên một cái mốt bây giờ. Nhà nào cũng có thư pháp, và thậm chí trên những cái quạt, nhất là quạt Huế đó, người ta viết những câu thư pháp lên. Và cái cuối cùng là gì? Y phương minh. Y phương minh là gì? Y dược, thuốc men. Mình biết thuốc cũng là một cái cách mình trị bệnh, và đồng thời người nào mà biết được thuốc, người ta dẫn chứng, người ta nói thuốc và ta nói bệnh, thậm chí nhân cơ hội ta thuyết pháp luôn. Quý vị nhớ là vừa rồi mình tổ chức chữa bệnh có giáo có gì mình mời các vị mà lương y đến, mà các vị đó là người nào bệnh nhân mà vô mà than bệnh, nó vừa chữa bệnh mà ổng vừa thuyết pháp nha. Ổng nói thân bệnh không có bằng nghiệp bệnh. Thân bệnh thì thuốc chữa được, nhưng mà nghiệp bệnh khó lắm mà chị chú cô mà muốn hết bệnh phải ráng tu nghe, nhất là tu cái miệng nghe. Cái miệng nó kiện cái thân. Ăn nhiều thì sanh bệnh, mà nói nhiều là sanh họa, ví dụ vậy. Nhân cái cơ hội mình chữa bệnh cho người ta, mình nói pháp cho người ta nghe, cái đó gọi là y phương minh. Mà người nào biết được năm cái đó gọi là ngũ minh. Nhớ ngũ minh không? Nội minh, nhân minh, thanh minh, công xảo minh và y phương minh. Thì cái người mà có trí tuệ á, là người ta có cái đó. Ví dụ nè,
Vì được lời nói chân chánh nên dạy các chúng sanh khiến học thanh luận. Đó là gì? Thanh minh phải không? Khiến chúng sanh xa lìa tật bệnh về thân tâm. Cái gì minh? Y phương minh. Ưa đem thế sự dạy cho người khác kiến thức sự nghiệp, gọi là công xảo minh. Người mà những người, những nhà sản xuất ra hình ảnh, tranh ảnh Phật giáo là công xảo minh. Ở bên Trung Hoa ngày xưa có Hòa Thượng Hoằng Nhất, Ngài Hoằng Nhất. Rồi Hòa Thượng Thái Hư, Hòa Thượng Thái Hư. Những vị đó là những vị đã đem một cái canh tân và đã thiết lập cho Phật giáo Trung Hoa một nền tảng. Và bây giờ các vị Trung Hoa, bên Trung Hoa người ta đã đi vào cái nền ấy nhờ các vị đó. Ví dụ như nhạc lễ ta có nốt hết. Bài này tán sao, bài kia tán sao có hết. Cho bây giờ nói tiếng Quảng, nói tiếng Tiều, nói tiếng Phổ Thông, nói tiếng Hẹ, nói tiếng Phúc Kiến, nói tiếng gì cũng cần biết, mà hãy vô kinh cái là một âm một điệu thôi. Còn mình giờ là quá trời âm điệu, là tại vì mình đa hệ. Là như vậy đó, khiến chúng sanh xa lìa tật bệnh về thân tâm. Quý vị nhớ là bệnh có ba loại ha. Một là thân bệnh, hai là tâm bệnh, ba là nghiệp bệnh. Mà thân bệnh á, thì thuốc chữa, tâm bệnh là tâm lý, nghiệp bệnh là sám hối. Rồi có những người á, người ta không có bệnh gì, người ta bệnh nghiệp. Cái bệnh nghiệp là nhiều khi á, lải nhải nói cả ngày cũng là một loại nghiệp đó. Tại nữ là muốn tỉnh, muốn tu được cái nghiệp đó, cái phải tụng kinh nhiều, phải niệm Phật nhiều để nó giảm cái nói. Mình nói nhiều đôi khi người ta phiền, mà nó không ra cái kết quả. Nghĩa là chú thuật nhiều thức thuốc, khéo làm cho tiền có tiền của, được rồi có thể gìn giữ đúng đạo lý. Tức là dạy cho người ta có tiền và làm sao giữ gìn, làm sao cho cái tiền của đó không có mất mát. Cho nên Đức Phật dạy một cái bài kinh đó, năm cách làm giàu. Năm cách làm giàu là Phật dạy mình có tiền mình phải làm sao chia tiền ra năm phần. Mình invest một phần, để dành nhà băng một phần, hai phần đó là của mình rồi phải không, nuôi người thân một phần, bố thí làm lành một phần, rồi chăm sóc cho những cái bậc trưởng thượng. Cho nên tiền của mình có chia đều ra năm phần. Mình lo cho hiện đời sống hiện tại một phần, nhưng cũng để ít để dành phòng khi có hữu sự. Rồi bên cạnh đó đừng có để hết, phải đem phần ra bố thí cúng dường để làm chi? Tạo cái phước. Mà cái phước chính là cái nguồn sanh ra các thứ. Cái đời sống của chúng ta nếu mà chúng ta thiếu phước là các thứ khác nó bị thiếu theo. Cho nên không thể nào chúng ta ngừng sự tạo phước. Phước như là cái nguồn nước sạch vậy đó. Mình muốn làm bất cứ cái món ăn gì, nếu có nước là mình làm món đó được. Cho nên không thể ngừng sự tạo phước. Lợi ích nhỏ gì tùy theo hoàn cảnh của mình, nhưng phải làm. Hợp theo pháp mà hành bố thí, thấy không? Dù biết tất cả nghề nghiệp nhưng không sanh kiêu mạn. Có nhiều người ta rất là giỏi nhưng mà ta không có sanh tâm kiêu mạn. Được công đức lớn không sanh tâm biết vừa đủ. Nghĩa là khi mà có công đức đừng có tự mãn với cái đó. Tại thưa đại chúng là ví dụ bây giờ mình bưng một cái nồi đồ ăn rất là ngon, công phu nấu rất là ngon, nhưng mà đi đứng mà không cẩn thận á, mà nó dấp té một cái á, thì cả cái nồi nó xuống đất hết. Cũng vậy thôi. Nếu mà mình nghĩ rằng mình công đức rất là nhiều đó, thì chỉ cần một lời nói thô, một cái hành động, một cử chỉ mình làm cho người khác phiền não, khổ đau, cũng có thể mình trút hết cái nồi công đức đó suốt từ sáng tới giờ. Thì có nhiều khi cả một đời mình tu tập,
nhưng mà do một cái gì đó mình làm nó mất hết. Ví dụ như quý vị thấy một căn nhà mình dựng lên vậy đó, biết bao nhiêu công sức mà chỉ cần một ngọn lửa thôi là nó cháy hết. Cho người ta thường nói một cái cây mình đốn xuống có thể làm ra 1.000 cái diêm quẹt, nhưng mà chỉ cần một diêm quẹt thôi nó có thể đốt cả rừng cây. Chỉ cần một cây mà đốn xuống làm được cả 1.000 diêm quẹt, một diêm quẹt có thể đốt hết cả một cái rừng cây. Và một diêm quẹt của sân si cũng có thể đốt cả cái rừng công đức của mình. Cho nên dù biết tất cả nghề nghiệp không sanh kiêu mạn, được công đức lớn không sanh tâm biết vừa đủ, có thể dạy chúng sanh khởi tín tâm. Ví dụ như ai chưa có niềm tin, mình khuyến khích cho người ta có niềm tin. Nhưng mà nhớ là Phật giáo là không có chuyện cuồng tín. Mình nói cho người ta có thí dụ thế nè. Bây giờ mình đừng có nói, trước hết đừng nói người ta tin tâm bảo, khó lắm. Đừng đi con đường đó. Thường thường mình hay đi đường dọc á, tin Phật, tin Pháp, tin Tăng gì phải không? Có những người người ta mình không nói cái đó nó không có vô đâu. Nói cái khác. Ví dụ, bữa nào người ta gặp một cái hoạn nạn gì đó. Thí dụ bây giờ người ta sạch tiền, người ta thua lỗ cái mình đó, thấy không? Anh không có nghe lời tôi, anh không có biết giữ gìn, anh chơi bài, chơi bạc, anh chơi mà một cách mà không còn biết gì nữa. Thì cái nhân mà chơi cờ bạc là cái quả là nghèo cùng. Nói mình sanh, nói cái gì, cái nhân quả cho người ta sanh cái tính tâm trước. Có nhiều người mình nói mình tin Phật, người ta nói mình bị ảnh hưởng tôn giáo. Vì mình nói những cái phần khác mà rất thiết thực trong cuộc sống này, như là nhân quả, nhân duyên. Có nhiều người ta nói tôi không tin, anh không tin không được, tại vì nhân duyên là một cái gì nó có thật trong cuộc sống này. Thử bây giờ anh làm sao một mình anh có thể anh sống được nếu không có những cái sự hỗ trợ khác. Chứ không có cái gì một người mà có thể thành tựu được, phải nhờ những cái phương tiện khác. Cho nên dạy chúng sanh khởi tính tâm, trong đó có bố thí trì giới. Ví dụ như giờ cái người ta không có tin Phật Pháp gì hết á, đừng kêu ta cúng chùa, người ta không cúng đâu. Nhưng mà nói thiết thực nhất, ở chỗ đó người ta đang bị lũ lụt nè, anh có thể phụ với tôi mỗi người mình chút để Hùng lại cho không? Cho. Ví dụ tháng 10 này đó, Pháp Hòa gửi về Việt Nam, đi cho cái vùng nghèo ở trên Đắk Lắk vậy đó. Cái vùng nghèo ở trên vùng đó, mình hứa là cho 500 cái mền và 5 tấn gạo. Có những người người ta đâu có chịu làm chuyện khác đâu, mình khuyến khích người ta mấy cái đó người ta làm. Thời giờ một cái mền là 5 đô, anh có thể cho được mấy cái. Một tấn gạo chỉ có, một ký gạo nó chỉ tốn có 2 đô thôi. Mà gạo tốt, gạo có thể ăn được, anh có thể cho được mấy ký. Thôi tôi không có tiền, tôi cho 5 ký được không? 5 ký 10 đô, cho thêm 2 cái mền nữa, 20 đô. Trời ơi, 20 đô mà người ta ăn được 10 ký gạo, thêm cái mền. Trong cái đó anh cầm 20 đô ăn tô phở còn không được nữa. Ở nhiều khi không lẽ anh vô ăn tô phở không, anh không thiếp. Thí dụ vậy, cho nên mình thấy tô phở của mình ăn chút xíu là nó hết. Rồi bây giờ là một cơ sở Phật Pháp, chùa viện duy trì suốt quanh năm, điện nước biết bao nhiêu, anh phụ cho anh tháng 20. Thật ra 20 đồng mình ăn tô bún, tô mì gì cũng hết. Mà 20 đồng của anh duy trì được một chỗ tu thành, biết bao nhiêu người, người ta khổ người ta đến, người ta nương tựa. 20 đồng có giá trị. Thật ra mình quan trọng là mình khuyến khích người ta như thế nào. Cho nên nói là sanh khởi tính tâm bố thí trì giới. Không có cần phải nói anh ơi ráng giữ giới đi tội chết. Mình không có cần nói mấy cái đó. Có nhiều người người ta dị ứng mấy cái từ đó lắm. Thiếu gì chuyện để nói. Mình đâu cần phải nói mở miệng ra cái tội đâu, phải không? Chỉ cần nói bây giờ á, thôi kệ đi, cái này của ai mình không biết, thôi mình lượm mình đưa cho người kia, mình dạy cho người ta không trộm cắp mà mình không cần nói ra. Cho nên mấy đứa con của mình cũng vậy, mình dạy nó bố thí, mình đâu có nói đâu. Giờ con mỗi ngày con bỏ vô cái ống này 1 đồng đó, để dành, mai mốt mẹ đem về Việt Nam mẹ cho người nghèo, vân vân. Cho nhiều cách lắm.
cho người ta khởi tính tâm trì giới nghe nhiều trí tuệ. Có những người á, người ta thấy người kia khổ phải không, người ta đưa cái dĩa băng giảng cho quý thầy á, đem về cất tủ không có nghe, nể mặt thì lấy thôi, nể tình thì nhận, nhưng mà nhận về để ông thầy trong tủ. Có một ngày kia buồn quá hết sức rồi, nhớ có một cái bài giảng của ai đó cho mình, đem ra. Hoặc là nhiều khi buồn quá nó gõ trên Google á, duyên là gì, nợ là chi, oan trái là gì, tự nhiên ra mấy thầy giảng mấy cái đề tài tựa tựa giống giống vậy, click vô đó nghe cho nó dính. Đó là nghe nhiều. Nghe nhiều là gì? Là đa văn, nghĩa là mình khuyến khích người ta học hỏi. Quý vị biết bây giờ là cái phương tiện nghe pháp có đủ thứ kiểu đó. Có nhiều khi giờ người ta đọc sẵn cuốn truyện vô trong băng cho mình nghe, đưa cái mình không đọc đâu. Rồi thậm chí bây giờ người ta làm ra những cái phim hoạt họa luôn, phim hoạt hình luôn. Quý vị biết là cuốn Kinh Hiền Ngu á, có ai đọc Kinh Hiền Ngu chưa? Kinh Hiền Ngu là một quyển kinh nói về tiền thân của Đức Phật. Trong đó phần lớn là dẫn chứng những câu chuyện nói về bố thí, tội phước, nhân quả. Mà bây giờ người ta làm thành ra những câu chuyện đó bằng những cái cartoon, những cái hoạt họa. Mỗi câu chuyện chừng 7 phút, 8 phút thôi. Rồi mình click vô đó mình nghe một câu chuyện về một vị nào đó. À, và bằng coi phim ảnh gì đó, 7 phút thôi là mình biết được câu chuyện. Thay vì mình đọc Kinh Hiền Ngu, đọc không nổi. Phim Tàu tôi hồi hết nguyên bộ, chứ còn kinh này tôi đọc câu chuyện tôi đọc không xong. Thì người ta làm ra những cái chuyện đó, ta làm ra thành những cái phim hoạt hình cho mình xem. Kinh Hiền Ngu. Hiền ở trên đời này có hai người, một là hiền hay là ngu, gọi là hiền ngu. Người ngu là người sao? Người sống rất là dở, dễ thôi. Ví dụ giờ mình lường gạt người ta, mình đủ kiểu mưu tính hết á. Mình nghĩ là mình thông minh, nhưng mà đối với cái người trí, đối với nhân quả thì người sống như vậy là sống dại. Sống mà chỉ biết hại người mà không biết nghĩ đến người khác. Rồi cuối cùng mình được cái gì? Cái đó, cho nên cái bài kinh đó là Kinh Hiền Ngu, nghĩa là kinh nói về người hiền và người ngu. Lúc nào cũng có hai cái nhân vật ở trong một câu chuyện đó. Cũng giống như mình xem phim vậy đó. Mình xem phim là lúc nào cũng có người hiền mà cũng có người ác đó. Thì cái người ác nó làm lộ, nó làm hiển cái nét đẹp của người hiền lên đó. Cho cái người ngu nó làm hiển cái người hiền. Và chữ ngu trong Phật Pháp đó, nó chỉ có nghĩa là sống mê lầm, không thấy được chân lý là ngu, chứ không có nghĩa nặng như trong cái tiếng Việt của mình là đần độn, ngu si gì đó. Chữ ngu này là si mê dại dột. Có thể dạy chúng sanh khởi tính tâm bố thí trì giới nghe nhiều trí tuệ, biết được phương tiện của các hạnh lành giữ. Lành giữ nó đều có phương tiện của nó. Ví dụ quý vị thấy trong chùa mà những cái ông mà mặt mày dữ tợn, cầm dao kiếm rồi lung tung đó, cái đó gọi là phương tiện của giữ. Còn các vị mà như Quan Âm Bồ Tát là phương tiện hiền. Tức là mình nhìn vô mình thấy được cái phương tiện của các tổ. Ví dụ như là ở trong Phật Pháp mình đó, có tổ Hoàng Bá. Tổ Hoàng Bá đó là đặc biệt là ông hét. Còn tổ Lâm Tế là đánh. Ai vô là tổ Lâm Tế ông dện cây. Vậy mà toàn ngộ đạo hết. Còn mình bây giờ mà vô mà nói sóc con, nói nhiều khi lỡ lời có một câu giận. Cho nên cả đời mình không có nắm được cái tinh yếu. Còn các tổ đó, anh muốn tới đây tôi sẽ cho anh tìm được cái tinh yếu. Ví dụ như một vị đó đến hỏi vị tổ, nói bạch hòa thượng, xin hòa thượng dạy cho con biết sân si là sao. Hòa thượng không nói đồ ngu mà cũng hỏi. Trời ơi, anh giận lên đỏ mặt. Hòa thượng nói giờ anh biết sân nó ra sao chưa. Thì cái hình thức đó gọi là phương tiện của giữ, tôi không có nói là lành. Còn ví dụ như mình mà tới hỏi hòa thượng ơi sân là gì? Sân là lúc con nổi nóng á. Lúc con chửi bới người ta kêu nóng á. Nhưng mà ổng chứng minh liền, để tôi cho anh biết cái sân nè. Ngu mà cũng hỏi. Thì bị xúc phạm như vậy thì phải giận tức lên. Thì lập tức ngài chỉ liền, anh biết
sân si ra sao chưa? Nói, anh có anh chàng anh vô nói hòa thượng ơi, bữa nay con xin phép hòa thượng con nghỉ tu, con tưởng là con vô đây con tu, hòa thượng dạy cho con tu hành gì 3 năm trời rồi mà hòa thượng không dạy con cái gì hết trơn á, bữa nay con đi về con không tu nữa. Cái ông hòa thượng nói hồi trước khi anh vô tu anh làm gì? Nói dạ con bán bánh bao trước cửa chùa. Sáng nào anh cũng có đem bánh bao cho tu giả. Trời ơi, trả lời bằng trả mướn chỗ bằng cái bánh bao. Rồi tôi làm gì vậy cái bánh bao đó? Thì hòa thượng ăn cái bánh bao chứ làm gì. Rồi khi con vô tu con nấu cơm con hầu hòa thượng, mỗi ngày con đem cơm lên. Rồi hỏi hòa thượng hỏi anh đem cơm lên rồi tôi làm gì? Nói dạ hòa thượng ăn cơm. Tôi ăn cơm xong rồi anh làm gì? Nói dạ con dọn rửa. Rồi xong rồi cái hòa thượng nói vậy anh biểu tôi dạy anh tu cái gì? Thì ngay đó anh họ hiểu thôi, tu là cái gì? Đơn giản hàng ngày là như ăn cơm, như là rửa dọn, như những công việc thường nhật. Cái quan trọng là anh làm mà có happy không? Cái đó là tu. Bây giờ tôi ví dụ, giờ tôi dạy anh học kinh đi mà anh bực bội, anh nói ông thầy gì mà dạy hoài vậy? Cho dù học cũng chẳng là tu, nếu anh không enjoy được cái đó, anh không tận hưởng được cái đó. Anh tưởng tu là cái gì nó ghê gớm lắm à. Tu là những cái thường ngày nè. Bây giờ cái chuyện ví dụ thôi, bây giờ nè anh, người ta bấm tiếng ton, anh ra mở cửa, anh vừa bước xuống cầu thang được 5 bước ta tiếng ton, mà anh mở chừng 5 lần đã nổi sân lên rồi. Nó tới gì tới hoài à. Cái chuyện mở cửa mà anh mở còn chưa rồi nữa thì anh làm Phật, anh ngồi anh nghe chúng sanh than anh chịu sao nổi. Ví dụ vậy thôi. Cho nên phải nhớ là cái tu là cái đơn giản nhất, là cái gì mà chúng ta đang làm hàng ngày. Nếu mà anh lặt rau cho chúng ăn mà anh chưa hạnh phúc thì làm sao anh độ chúng sanh miệt mài ngày đêm mà anh hạnh phúc nổi? Anh cứ nghĩ là khi anh làm Phật anh độ chúng sanh cỡ nào đó mới kêu tu sao? Nhưng mà thật sự cái thường nhật hàng ngày, anh sắp một đôi dép lên cho chúng sanh, tại vì chúng sanh nghĩ ở trong này là có service free. Nhưng mà anh chỉ cần anh lượm được đôi dép đó lên, anh để lên mà anh vẫn bình thản, anh không bực bội gì hết á, ngay lúc đó là anh tu, là anh rõ được cái đường tu của anh. Còn anh nghĩ rằng anh phải hiểu đạo thật là nhiều rồi anh lên trên pháp tòa hay anh ngồi trên bông sen gì đó, chưa chắc lúc đó anh hạnh phúc, tại vì anh nghe rên không à. Bây giờ thử, bây giờ mình hỏi Phật, bây giờ hỏi lại mình coi, một ngày mình lên 4 lần, có bữa nào mình không tụng xong mình xin không? Ở trển nghe riết cũng phát mệt, mà nghe riết mà thuộc bài của mình luôn. Chúng con tụng cầu an cầu siêu xong rồi thì mình xin cái gì đó. Cái đó không có gì sai, nhưng ở đây Phó Hòa chỉ muốn nói cái đơn giản là chơi các vị ngày xưa đó, cái phương tiện trong kinh nói là cái phương tiện của hạnh lành hạnh dữ. Có những vị người ta không có nhẹ nhàng, nhưng mà những cái tướng mà người ta như vậy đều là cái cách dạy hết. Hồi xưa mà nhớ có một vị hòa thượng á, đi xe đạp về mà để không đúng chỗ thôi. Ông đã quy định chỗ đó là chỗ để xe đạp mà đi về mà để không đúng, ông cầm quyển cho xe đạp, ông dục xuống sông. Một lần thôi là không bao giờ dám để xe đạp chỗ đó nữa. Thì cái tướng của ông là tướng dữ phải không? Nhưng mà sau một lần dữ đó rồi là vô nếp hết. Còn nếu mà ông thầy cũng hiền hiền nói con ơi con con để dưới đây không đúng thôi, để thầy cất lại cho con, nó cũng cảm ơn, nhưng mà ngày mai nó ỷ y ông thầy hiền đó, nó làm tiếp. Nhưng mà có những chúng sanh đó, nó sẽ độ được nhờ cái phương tiện hiền, thầy này hiền tôi tu được. Thành thử ra cái phương tiện độ sanh nó bất khả tư nghị. Có những người thầy rất là nghiêm nghị và lạnh lùng, không có nói gì nhiều với đệ tử, nhưng mà chính những cái đó đệ tử nép mình. Thử ra mình nếu mà mình là cái người tu tập đó, là mình phải nắm rõ cái tinh yếu đó, để rồi khi mình đi vào trong chúng mình tu đó, bất cứ một hình thức nào mình tiếp nhận từ một vị trên đó đều là pháp của mình phải tiếp nhận hết. Cái đó hay cái chỗ đó, đó. Hồi đó Pháp Hòa vô tu, Pháp Hòa không bao giờ nghĩ rằng đó, là mình phải được ở gần thầy mình 24/24, mà thật sự là những gì Pháp Hòa có được ngày hôm nay là tự mình phải nỗ lực. Vì làm sao bây giờ ai mà ngồi đó với mình mỗi ngày, mà trong khi công việc là như vậy. Bây giờ đại chúng ở đây tu là mấy cô mấy chú còn có chúng, còn có đồ chia sẻ, chứ hồi xưa Pháp Hòa là
Đọc hành đọc bộ. Đi học về là phải cúng thí thực. Trong khi thí thực cúng xuống rồi là phải nấu cơm, dọn cơm. Rồi là phải dọn rửa, tối phải lên xếp kinh. Tụng kinh rồi phải đi khóa cửa. Ai ở đây ở cái bạc ở 109 là biết, 3 tầng lầu, 3 cái floor phải đi khóa cửa. Tối là phải xuống anh lót cửa cho Phật tử vô tụng kinh. Da đỏ lén vô nằm trong, tối phải năn nỉ nó ra. Mà lúc đó mình là một người mới có mười mấy tuổi thôi, đi xuống run gần chết mà cũng giả bộ lạnh lùng như nó. Rồi có lúc phải nhẹ nhàng để tiễn ảnh ra, không có dám nói mạnh. Rồi suốt từ năm 92 là thầy viện chủ là bận công việc giáo hội, qua bên Toronto ở suốt từ năm 92. Quý vị nhớ cái giai đoạn đó. Pháp Hòa chỉ là một sa di mới 17 tuổi thôi. Mà việc chùa không sót một cái gì hết, mà thời khóa của chùa không sót một cái gì hết. Một mình hướng dẫn các thời khóa, mà một mình tự lo học hành, tự lo nghiên cứu kinh điển, tự mình tu tập lấy. Thì ở đây Pháp Hòa chỉ muốn thưa với đại chúng là cái phương tiện mà đến với mình đó, cái quan trọng là mình nắm được cái tinh yếu để mình tu tập. Cho trong này mới nói người có trí có thể dạy chúng sanh khởi tính tâm, bố thí, trì giới, nghe nhiều, trí tuệ, bước biết được phương tiện của các hạnh lành dữ. Ví dụ như mình nhìn một cái vị đó, người ta vị xuất gia đó, người ta bận rộn, người ta làm từ thiện, cái mình nói trời ơi, tu gì mà tối ngày cứ đi lo làm từ thiện. Bây giờ giữa một ông thầy làm từ thiện và ông thầy ăn rồi ngủ hoài, muốn làm muốn ta chọn ông thầy nào? Là tự mình phải thấy được cái đó. Không lành dữ, biết rành nhân duyên thứ lớp của học hạnh. Nhân duyên thứ lớp của học hạnh. Biết đạo bồ đề và hạnh trang nghiêm đạo ấy. Mỗi người của mình đó là phải tiếp nhận cái đạo bồ đề và lấy cái đó làm trang nghiêm cho mình. Trang nghiêm là gì? Là làm đẹp á. Ví dụ mình nhìn cái chánh điện đẹp, cái mình nói trời ơi, chánh điện trang nghiêm quá. Mình thấy cái vị thầy đó đi đứng khoan thai, mình nói trời nhìn thầy trang nghiêm quá. Thì cái chữ trang nghiêm đó là người đó là làm đẹp cái thân tâm của họ bằng cái gì đó. Cho nên tự nhiên có một ngày nọ Pháp Hòa ngồi thiền tụng kinh đó, Pháp Hòa phát hiện ra một điều á, là mình trang nghiêm thân tâm mình bằng thời khóa tu tập. Pháp Hòa ví dụ như mình ngồi thiền là một hình thức trang nghiêm mình đó. Mình để mình ngồi tréo chân nè, hai tay mình để trong cái trạng thái thiền nè, miệng mình khép lại nè, mỉm cười nè, mắt mình nhìn xuống nè. Có phải là mình đang tu sửa con mắt, cái miệng, cái thân tướng mình không? Và ngày nào mình cũng làm như vậy, 10 phút, 20 phút, nửa tiếng coi. Có phải là mình đang trang nghiêm thân tâm mình không? Rồi bây giờ mình lấy một bài kinh ra mình tụng, mình chắp tay, mình trang nghiêm mình tụng, có phải là mình trang nghiêm không? Đó, cho nên là cái chữ trang nghiêm là vậy. Cho người Phật tử, ví dụ như mình ăn chay đó, là mình trang nghiêm, mình tinh sạch cái món ăn mình mỗi ngày. Và bây giờ nếu ai ăn chay chưa được nhiều thì thậm chí một buổi nào mình ăn chay thôi, là ngày đó, nửa ngày đó, một buổi ăn đó là mình đã thanh lọc. Nhận hiểu các chúng sanh căn cơ có thượng trung hạ, hiểu thanh luận ngoại đạo. À, chúng sanh căn cơ có ba loại, ba dạng: thượng, trung, hạ. Có là thượng căn, trung căn, hạ căn. Mỗi người nó có khác đó. Nghe cả ngồi đây cũng vậy, có những người nghe đâu hiểu đó, nghe đâu hiểu đó là thượng căn. Phải giải thích chút, phải thí dụ chút để hiểu gọi là trung căn. Còn hạ căn thì nghe loáng thoáng, hiểu sơ sơ, thôi kệ đại khái đi. Thì tại sao? Tại vì mình không có để tâm. Nhưng mà người hạ căn á, người mà thấp á, mà nếu chịu khó mà nghe hoài thì từ 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 cái hạ nó lên cái trung. Cũng như là vãng sanh về cõi cực lạc á, từ cái hạ phẩm mà từ từ lên cho tới trung phẩm, thượng phẩm. Ngay cả phiền não á, nó cũng có những cái phiền não mà gọi là
gì độn độn và lợi nữa nha. Quý vị có nghe từ đó không? Độn sử với lại lợi sử không? Chữ sử là phiền não mà nó có hai loại, độn với lại lợi. Lợi là gì? Lợi là lánh lợi, tinh vi. Còn độn là dại khờ. Pháp Hòa ví dụ, cái gì gọi là độn sử? Tham, sân, si, mạng nghi, mấy cái đó là độn sử. Tại sao? Nó hiển lộ cho người ta thấy. Có nhiều người á, người ta tham mà tham lộ liễu quá. Cái tham nó kêu tham gì? Tham độn. Nghĩa là tham mà dại quá để ta thấy mình tham. Bây giờ tham linh lợi nè. Tham linh lợi là nó tham âm thầm. Thí dụ như hồi xưa người ta hay đưa ví dụ là các ông quan á, là một dạng tham linh lợi. Trời ơi, nó đưa mà nó nói vậy nè: dạ bẩm quan, quan nhận giùm em cảm ơn. Tức là mình lấy cái đó mà còn người ta phải, người ta phải làm gì? Người ta phải năn nỉ mình nhận nữa. Thì là một loại tham, nhưng mà cái tham đó nó lanh lợi. Nhưng mà trong cái 10 căn bản phiền não, những cái gì nó lộ ra ngoài đó gọi là độn. Nó giận mà để cho người ta thấy mình giận là dại rồi. Cái đó gọi là độn sử. Còn cái lợi sử là gì biết không? Những cái thấy của mình, những cái nghi ngờ. Ví dụ như tà kiến, đâu ai thấy? Thấy lệch lạc từ bên trong. Biên kiến, kiến thủ, những cái thấy chấp trước của mình, cái đó là lợi sử, nghĩa là những cái phiền não mà rất là lanh lợi, nó không để ai biết nó có. Cho quý vị thấy là phiền não đó nó có hai loại, đó là lợi sử và độn sử. Và cái chữ độn sử nghĩa là những cái thô thiển nó hiển lộ bên ngoài để người ta thấy mình như vậy. Nổi sân lên là mắt đỏ, mắt trợn lên thiếu điều. Mình hiển lộ chứ người ta thấy, cái đó là độn. Mà nói như vậy không có nghĩa là dạy cho mình nhớ lần sau giận đừng để ta biết. Lợi tát nó vào tay được. Không phải vậy. Đây là Phật chỉ cho mình thấy cái gì trong phiền não nó cũng tinh vi lắm chứ không phải đâu. Rồi ví dụ như phiền não nó cũng có loại căn bản phiền não là chi mạc phiền não nữa. Chi là cái gì? Chi là cành nhánh của nó. Còn căn bản là cái gốc của nó. Ví dụ như tham. Tham là căn bản. Nhưng mà chi mạc là gì? Là cành nhánh của nó. Tham kiểu nào? Tham ra làm sao? Nó nhiều cái kiểu tham lắm chứ đâu phải bình thường đâu. Cho nên những cái nhánh đó, đó nó đều là những cái cành nhánh của cái gốc nó là tham. Hiểu thanh luận ngoại đạo, tâm không sai đắm, tức là mình hiểu được những cái môn học văn tự của ngoại đạo, tức là ngoài cái mình đang học nhưng mình rõ biết, không có để vướng mắc. Pháp Hòa ví dụ như mình biết âm thanh của những bài nhạc đời, đó là một thứ âm thanh. Đó là thuộc gì? Trong ngũ minh đó là gì? Minh, thanh minh. Mình biết sử, biết âm thanh, nghệ thuật biết. Nhưng mình biết cái đó đó, nếu có đi nữa là mình hát một câu ví dụ cho vui, chứ nó không phải là cái điểm chính mình hát. Thí dụ mình giảng một cái gì đó, mình có thể đưa một cái ví dụ. Ví dụ như người ta nghĩ là người tu á, đa phần á, là thất tình đi tu không à? Tại vì ta căn cứ trên cái câu chuyện tình Lan và Điệp. Thì mình để ví dụ câu đó, mình hát một câu lên. Điệp ơi sao nỡ cắt chuốc, cắt đứt dây chuông, cài dây điện gì đó. Hay là mình hát một câu Lưu Bình Dương Lễ. Dương Lễ ơi năm sữa năm xưa ta với mi còn là huynh là đệ. Hạt cơm ta mới ăn, bát nước ta mới uống gì đó. Mình nói một hơi, dẫn chứng cái đó. Nhưng cái đó không có làm mình ảnh hưởng gì hết. Không phải đụng đâu, đêm nào cũng ngồi hát cái câu đó. Thậm chí mà kinh thì không thấy lên chánh điện luyện, mà chui vô washroom ngồi hát. Hỡi hát để chi? Tôi luyện giọng đi, bữa nào tôi lên tôi trình diễn văn nghệ. Cái đó đâu cần. Người tu mà hát dở không ai chê hết á. Mà người tu tụng kinh dở ta mới cười. Thế giờ mình lên mình tụng thầy kinh, giọng dở quá chúng theo không được. Còn nếu mình ông thầy lên mà hát nhạc bè bè, hát đứt giọng, hát đứt kiểu nào đó, không sao hết.
Thầy hát nhạc rap cho vui, đứt khúc nào rap khúc đó. Cho nên cái người nó phải, mình phải rõ cái đó, cái nào phần của mình, mà mình có biết là chơi cho vui thôi. Mình biết của ngoại đạo, chữ ngoại đạo đây không có phải là người nào không cùng tôn giáo, nó cũng có cái nghĩa đó, nhưng mà ở đây mình nói rộng á, là cái gì nó không thuộc lãnh vực của mình, biết rõ đó, nhưng mà không để nó ảnh hưởng mình. Cho nên trong này nói là hiểu thanh luận của ngoại đạo, tâm không sai đắm. Hát được á, nhưng mà không sai đắm. Ví dụ như ở trong bếp vừa nấu ăn, thay vì người ta đọc những bài kệ, những bài kinh, ta nếu có hát những bài nhạc chứ ai mà vừa lặt rau mà vừa những cái bài hát đời tôi cô đơn. Cái đó mình đem ví dụ chơi thôi, chứ nó không phải là của mình. Lúc biết chúng sanh tùy trường hợp điều phục. Chữ điều là điều hòa, chữ phục là mình thuyết phục. Có những cái mình điều được họ và mình phục được họ. Dù mà cái quan trọng nhất là mình làm sao người ta phục mình, mình mới điều người ta được. Cho nên một cái người mà người ta giỏi đó, mà muốn có lính, muốn có những cái người mà người ta làm việc cho mình, mình phải làm sao người ta nể phục mình. Mà khi người ta phục mình rồi á, mình điều làm sao người ta cũng chịu hết. Người ta không nể phục mình thì lấy gì mình điều. Mà mình nó đi ngược không à, muốn điều người ta mà không để cho người ta phục. Cho nên là quý vị thấy á, ngày xưa mà ông Khổng Minh á, tại sao mà Lưu Bị ba lần tới xin ổng, ổng quay mặt vô vách không thèm ngó. Trương Phi là nổi nóng lên, nói cái ông này là hách dịch. Nhưng mà Lưu Bị vẫn rất là nhẫn nại, tại vì Lưu Bị biết ông này là một người hiền. Người hiền có nghĩa là người nhân tài đó. Nếu mà mình mà thuyết phục được ông này thì mình như là hổ thêm cánh. Cho nên Lưu Bị đã nhiều lần cầu cạnh, cuối cùng thuyết phục được ông Khổng Minh bước ra để giúp cho Lưu Bị. Và nhờ như vậy đó, cho nên Khổng Minh đã hiến kế rất là nhiều cho Lưu Bị trong những cái trận đánh. Cho nên rồi, nhưng mà tại sao ông Khổng Minh ông phục ông Lưu Bị? Ông Lưu Bị cũng phải có cái gì để cho Khổng Minh phục chứ. Nếu mà nói giỏi Lưu Bị sao giỏi bằng Khổng Minh. Nhưng mà ở trong con người của một ông Khổng Minh này có cái gì để một người giỏi hơn người ta phải phục ổng? Ổng mới điều được cái ông này. Cho nên mình coi Tam Quốc Chí á, là mình phải lấy được cái tinh yếu của những cái nhân vật đó để mà ứng dụng cho chúng ta. Vậy thì cái bộ Tam Quốc Chí nó đâu phải sách vở Phật giáo. Nhưng mà với cái nhìn học hỏi, mình có học được gì trong Tam Quốc Chí không? Hay là Tây Du Ký không? Có hết. Ngay cả cái cuốn truyện Kiều của Việt Nam mình. Và ví dụ như mình coi cái đó xong á, mình lên án Mã Giám Sinh, mình lên án Tú Bà, mình lên án Hoạn Thư. Nhưng mà mình biết, mình đâu có biết rằng những nhân vật đó nó nằm hết trong con người mình đâu. Mình có máu ghen của Hoạn Thư không? Mình có cái tánh ác ôn của Mã Giám Sinh không? Mình có cái tánh nhu nhược của Kim Trọng không? Đó. Rồi mình có cái tánh, mình có cái tâm tánh gọi là đau khổ của Thúy Kiều không? Có. Lúc biết chúng sanh tùy trường hợp điều phục, biết chúng sanh thế giới, quốc độ thế giới. Mấy câu này hay lắm. Mỗi chúng sanh có một thế giới. Đấy, bây giờ ngồi đây mình có thế giới của mình không? Có. Nhiều khi mình đang ngồi đây chứ mình đã nhắm mắt mình đi về thế giới nào của mình rồi đó. Thế giới của tôi là bây giờ chừng nào được đi ngủ. Thế giới của tôi là chừng nào được đi xuống. Thí dụ vậy. Thì trong chúng sanh mình, hằng hà sa số thứ trong này là thế giới. Chúng sanh thế giới. Quốc độ thế giới là gì? Đây, Edmonton, Calgary, Red Deer là quốc độ thế giới. Chờ khi mà cúng thí thực cô hồn á,
Cái vị thầy ông lấy cái tay ông để vô nè, thử quốc độ, tha quốc độ, vô lượng vô số quốc độ. Ở quốc độ này, quốc độ bên ngoài, vô lượng vô số quốc độ đều thành Phật đạo. Khi cúng cô hồn á, cái khúc cuối có câu đó đó, trong mấy cái đàn chẩn tế, thử quốc độ này nè, tha quốc độ là thế giới bên kia, thế giới của người khác. Hãy nói cách khác là tôi, người khác. Cho nên mình cũng có thế giới của mình. Vì vậy mà cái ông đệ tử á, ông tới nói dạ bạch hòa thượng, con xin chào hòa thượng, con mới tới. Ông hỏi ông ở đâu mới tới? Nói dạ con ở bên Toronto mới về. Ta nghe nói Toronto ồn ào lắm phải không? Dạ quốc độ con an ổn. Trả lời câu không dính dáng gì hết, mà ông thầy nói giỏi, xuống dưới ngồi chơi. Toronto rất là ồn, nhưng thế giới con yên ổn, không có động. Con đi xuống phố Tàu Đông, phố Tàu Tây của Toronto mà không phố Tàu nào làm con bị effect hết. Thầy nói ngược lại, người đi đâu mới về? Nói dạ con đi West Edmonton Mall mới về. Ta nghe nói West Edmonton Mall bữa nay on sale dữ lắm phải không? Nói dạ quốc độ con ăn ổn. Sale cỡ nào sale con không cần, con không mua. Quốc độ của con an ổn, chúng sanh quốc độ. Thế giới này, cái quốc độ mà chúng ta đang sống là quốc độ của thế giới. Nhưng quốc độ này nó phải tùy thuộc vào quốc độ của mỗi chúng sanh. Cái ngôi chùa này có phải một quốc độ không? Phải. Nhưng mà cái quốc độ này nó có an ổn hay không là nó tùy vào cái quốc độ của mỗi nhân vật, một thành viên sống trong ngôi chùa này. Nếu mà mỗi quốc độ trong này á, hiềm khích với nhau, gây hấn với nhau, ganh tị với nhau, thì cái quốc độ của ngôi chùa này sẽ không là gì hết. Người ta vô người ta thấy liền, trời ơi anh kia nguyên một nồi ganh tị, chị kia nguyên một chảo giận hờn. Thì quốc độ chúng sanh, cho nên người ta bước vô nhà người ta vẫn cảm thấy được cái nhà nó lạnh quá nha. Tại vì sao? Tại vì trong này mạnh ai nấy sống. Mạnh ai nấy sống. Thưa quý vị, làm Pháp Hòa nhận rất rất là nhiều những cái thơ của Phật tử khắp nơi. Và có nhiều gia đình đang đi vào cái tình trạng là mạnh ai nấy sống. Đó là chúng sanh quốc độ, tự mình không còn còn biết ai nữa. Thì vô cái quốc độ đó nó thấy. Cho nên cái sự tu tập của chúng ta là trở về với tự thân, tự tâm của mình, làm sao cái tâm của mình. Ví dụ bây giờ mình nợ họ, mình nổi lên một tâm ganh tị, mình có thương mình không? Mình thương mình thì mình hỏi mình là mình tu cái gì? Mình tu cái gì mà cái tâm ganh tị nó vẫn còn ở trong mình? Thì ngay đó là mình trả lời liền. Vậy thì bao nhiêu lâu nay cái sự ganh tị của mình nó không hết, và không chừng còn lớn hơn nữa. Hồi xưa mình không có ai hết, mình không ganh tị, mình thế giới một mình. Bây giờ có người hai, người ba thì cái ganh tị mình nó tăng lên. Cho nên biết chúng sanh thế giới, quốc độ thế giới. Chữ thế gian là gì? Thế là thế giới, Đông Tây Nam Bắc, gian là thời gian, quá khứ hiện tại vị lai. Nơi nào mà có Đông Tây Nam Bắc, có quá khứ hiện tại vị lai, nơi đó gọi là thế gian. Cho nên mình còn đang sống đây nè, phải không? Mình đang sống ở quốc độ có Đông Tây Nam Bắc mà. Mình đang sống ở quốc độ mà có quá khứ, có hiện tại vị lai, thì mình đang ở trong thế gian. Mà trong thế gian này nó dẫy đầy những chúng sanh sống bằng năm thứ ô nhiễm. Kiếp trược là ô nhiễm của kiếp sống. Chúng sanh trược là ô nhiễm chung của tất cả mọi người. Mạng trược là cái ô nhiễm của mỗi thân mạng con người. Phiền não trược là ô nhiễm bởi những giận hờn tức tối lẫn nhau. Và kiến trược là những cái thấy về nhau, những cái nhìn về nhau. Cho nên chúng sanh này, thế giới này được phối hợp bởi năm thứ ô nhiễm: kiếp trược, chúng sanh trược, mạng trược, phiền não trược, kiến trược.
Vậy mình tu là mình làm gì? Để mình lọc năm cái trược này trở thành năm cái thanh, chứ mình bỏ đâu? Mình vẫn mang mạng này mà. Và bây giờ hồi xưa nó trược, bây giờ mình phải thanh nó lên. Bằng cách nào? Bằng cách là mình ăn chay, bằng cách là mình tu tập để thanh cái thân này. Mình phải nhìn tất cả mọi người và mình phải tùy hỷ với tất cả mọi người, ra người đó làm được việc đó cho đời, cho đạo mình nên mừng. Ai làm được cái việc gì tốt mình phải mừng. Mình không có ủng hộ được người đó thì để im cho người đó làm. Cái đó là mình trị được cái phiền não trược của mình đó. Chuyển cái đó thành ra cái thanh liền. Quý vị biết là tuần hôm thứ năm vừa rồi Pháp Hòa đi đâu? Pháp Hòa đi xuống Prince Rupert, một cái hòn đảo nhỏ của BC. Ở đó có khoảng hơn 100 gia đình người Việt. Và phần lớn người ta sống bằng nghề làm biển. Thành phố đó, cái thành phố đó đó, chỉ có 5 cái đèn traffic light thôi. Là quý vị biết nó nhỏ cỡ nào. Rồi Pháp Hòa đi xuống đó để thăm Phật tử vùng đó và nói một bài pháp thoại. Mướn cái hò nhỏ nhỏ vậy, cho khoảng 100 người tới. Và Pháp Hòa rất là tùy hỷ với thầy Trí Thông. Thầy Trí Thông mà hàng năm lên tu viện mình dự an cư từ Vancouver. Bây giờ thầy chịu về vùng đó. Và người ta cho thầy một căn nhà cũ để thầy sửa lại, thầy làm cái chùa. À, từ hôm hè tới giờ thầy về đó, thầy tu sửa, thầy sơn phết, thầy làm lại. Rồi thầy mấy lần liên lạc mời Pháp Hòa xuống. Bây giờ mình đi không được, mình ở đó không được, mình làm không được. Mình thấy một huynh đệ mình làm được, mình tùy hỷ. Thầy về đó thầy độ được dân đó, đó con đạo tràng. Rồi Pháp Hòa nói thôi thầy, giờ thầy tụng kinh. Bắt đầu thứ hai này là mỗi tối tụng kinh. Rồi quý vị tập hợp lên, rồi quý vị trình bày coi tuần lễ quý vị rảnh được mấy đêm lên chùa tụng kinh. Cho nên mình ấy, dù ở đó đó quý vị biết là chết không có thầy tụng. Cả ngày, cả tháng, cả năm không được nghe tiếng Phật, tiếng chùa. Tự nhà nào có bàn Phật thì thờ, không có thôi. Còn ai có phương tiện về Việt Nam làm phước thì làm vậy thôi. Thì bây giờ có một thầy về đó, thì mình tùy hỷ với cái việc làm đó của thầy. Mà không phải là một vừa rồi đây, một Phật tử ở bên Mỹ cúng cho Pháp Hòa 50 mẫu đất. 50 mẫu đất, trong đó có một cái hồ rất là đẹp, rất là lớn. Mời Pháp Hòa qua nhận đất. Pháp Hòa nói dạ tới thăm chơi thôi chứ còn không dám nhận, vì lo không được. Cuối cùng có một thầy tới, Pháp Hòa hoan hỷ quá, thôi thầy nhận đấy đi. Rồi Pháp Hòa hỗ trợ tinh thần cho thầy, Pháp Hòa sẽ có phương tiện đi giảng đâu gần gần, lâu lâu tấp vô chơi thăm thầy, hỗ trợ cho thầy. Ta làm được mình phải mừng, ta làm được cái gì cho đạo mình phải vui chứ, tại sao mình đi ganh? Mình ôm không được rồi mình không cho ai. Đó là một cái rất là dở, mà miệng thì cứ nói lúc nào muốn cho đạo pháp được trường tồn. Nó trường tồn hay không là cái thế giới của chúng sanh mình có điều trị được không? Thôi bây giờ tha quốc độ đâu không dám nói thử quốc độ đi. Thử quốc độ là quốc độ ngay đây. Bây giờ là thầy không có ở nhà thường. Những chúng sanh thế giới, mình điều phục thế giới mình như thế nào để tạo một cái cảnh giới, cái quốc độ này. Ví dụ như Phật Di Đà bận đi tiếp dẫn Tây Phương ở những chúng sanh cõi khác rồi, Quan Âm Thế Chí phải đi theo phò rồi, cửu phẩm liên qua di phụ mẫu, các chúng sanh ở cửu phẩm này làm gì? Cho nên khi mà Đức Phật Thích Ca đi giảng đó, ông vua Ba Tư Nạc nè, rồi ngài ông Cấp Cô Độc nè, đi lại nói trời Thế Tôn ơi, Thế Tôn đi 3 tháng tụi con ở nhà nhớ quá trời quá đất, không biết làm sao. Quý vị nói Đức Thế Tôn nói ngài nàng đi lợi cây bồ đề ở chỗ mà Phật thành đạo á, đem một cái nhánh cây bồ đề đó về trồng ở trong Tịnh Xá Kỳ Viên. Sau khi trồng cái nhánh cây bồ đề đó rồi á, Đức Phật ra ngồi thiền ở dưới gốc cây đó một đêm.
Sáng hôm sau ngài mới nói với các thầy á, là tôi đã ngồi ở gốc cây bồ đề đó rồi. Bây giờ từ đây về sau các thầy mà có nhớ tôi á, các thầy cứ ra cây bồ đề này, nhìn cây bồ đề, ngắm cây bồ đề, ngồi thiền với cây bồ đề là các thầy có tôi ở đó. Cho bây giờ người Tích Lan á, người ta quý trọng cây bồ đề giống như người ta quý trọng Phật. Thậm chí bây giờ người ta tới chùa, người ta khỏi vô chánh điện, người ta ra cây bồ đề, người ta lạy cây bồ đề, người ta tụng kinh dưới gốc cây bồ đề. Tại vì cây bồ đề là biểu tượng của Đức Phật. Có những cái đạo tràng á, thí dụ như bên Làng Mai, một cái ví dụ thôi, dù sư ông không có mặt ở đó, nhưng mà không lúc nào buổi họp hay làm lễ gì mà không để một cái tọa cụ ngay đó như là sư ông đang có mặt. Và mỗi khi mà đại chúng chắp tay muốn nói cái gì là kính bạch sư ông, kính thưa quý thầy và đại chúng. Nghĩa là ông cụ không còn ở đó, nhưng mà không bao giờ cái tọa cụ mà của hòa thượng ngồi vắng mặt chỗ đó. Và bất cứ lời nào mình nói ra là kính thưa sư ông, rồi mới thưa quý thầy. Tại sao? Tại vì mình nói như vậy nghĩa là cái người mình kính trọng nhất, mình nghe lời nhất đang có mặt ở đây. Thì ngay khi mình nói như vậy là lời nói của mình nó có cái kềm chế. Chứ không phải ở đây không ai bằng tôi đâu, tôi là ngang, tôi là lớn nhất. Thành thử ra ở dưới là bị sát rạc hết. Thì khi mình nói như vậy là mình biết rằng ở trên có một người. Và chính vì vậy mà tại sao trong Phật giáo Việt Nam mỗi lần pháp thoại niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật rồi mới nói. Mình niệm Phật như vậy để làm chi? Để là trước khi bắt đầu những gì chúng ta làm đều có Phật. Vì vậy mà ở trên cái mão của các Bồ Tát đều có một Đức Phật ngồi trên cái mão đó hết. Và cái mão đó là biểu tượng cho cái gì mà tại sao để Đức Phật trên cái mão đó gọi là hóa Phật. Hóa Phật là gì? Lúc nào con cũng để bậc giác ngộ ở trên đầu con, và bất cứ việc làm gì của con cũng lấy tâm Phật làm tâm con, để con nói, con làm, để con sợ, con làm lố, con làm sai. Hay lắm. Và quý vị nhìn các cái mão của Quan Âm, Thế Chí đều có hóa Phật. Thậm chí bây giờ Phật tử của mình là đeo cái Phật ngay đây nè, đeo toàn tay ông Phật, có nhiều ông mấy chục lượng. Nhưng mà mình nói câu nào câu nấy nó cũng cỡ lượng đó. Đeo Phật vàng, Phật ngọc, Phật kim cương, thì mình đeo Phật nào thì lời nói của mình nó phải tương đồng với vị cái giá trị của một vật đó. Cho nên chúng sanh thế giới, quốc độ thế giới, quốc độ là nơi chốn. Và mình tu cũng không ngoài cái mục đích là làm sao cho cái thế giới quốc độ của mình nó được an ổn, gọi là gạn đục khơi trong. Mình thưa đại chúng, mình tu là không có cần phải dục cái gì hết, mà mình chỉ cần sửa cái đó, chỉnh cái đó thôi. Vẫn là con mắt đó, nhưng mà nhục nhãn. Bây giờ tu rồi, pháp nhãn, huệ nhãn, thiên nhãn, chứ không phải cần móc mắt đó đi đâu hết. Cũng là đôi tay đó, nhưng mà đôi xưa là nghe là gạt ngang, bây giờ đôi tay xót thương và tấm lòng lân mẫn. Cũng là bàn tay đó, nhưng mà ngày xưa bàn tay đó em vẫn kêu xa, thì bây giờ phải càng kêu xa hơn nữa qua cái hình ảnh của các cái ấn thủ của Bồ Tát. Đức Phật đứng ở trên này nè, quý vị thấy cái tượng mà để nhỏ nhỏ đó không? Đưa tay vậy. Ban phước. Phật nó đang ban phước. Và khi phước nó tới rồi thì như là một hình thức vô quý, đừng có sợ. Thường thường mình gặp ai thì mới sợ nha. Có tôi đây. Và Phật đưa, don't worry. Chúng sanh thế giới, quốc độ thế giới, biết từ đâu đầy đủ sáu pháp ba la mật. Thiện nam tử, có trí tuệ chẳng phải ba la mật, có ba la mật chẳng phải trí tuệ. Bây giờ người ta mới giải thích nè. Trí tuệ mà chẳng phải ba la mật ấy là trí tuệ của người đời. Có nhiều khi mình cũng có trí nhưng không ba la mật. Ba la mật là gì? Là viên mãn, là rốt ráo, là perfect, là completely. Completely, perfectly wisdom, perfectly insight. Nhưng mà nhiều khi mình trí mà không viên mãn đó, thì trí này
là cái trí thế gian. Phong và ví dụ, trời ơi, cái món này đó lẽ ra tôi bán có 3 đồng bạc mà tôi nhờ cái miệng của tôi bán tới 100 đồng nữa. Khoe cái trí của mình phải không? Nhưng mà nếu mình có ba la mật là vậy nữa nè. Cái này mình bán nhưng mình phải biết rằng người ta mua về người ta xài không được. Hay là người ta mua về người ta biết là người ta bị gạt nặng. Hay là thậm chí là người ta mua về đó tới hồi ta biết ra là ta tức. Ta đứng tim ta chết. Cho nên nhiều khi là mình có trí mà không ba la mật, tức là mình không quán xét được cái nỗi khổ của người khác khi họ bị cái đó. Mình gạt người ta mà cũng cho người ta đường sống chứ. Cái đó là viên mãn đó. Cho nên người đời là có trí mà không phải ba la mật. Còn á, ba la mật chẳng phải trí tuệ, không có nghĩa như vậy. Cái gì mà ba la mật thì làm gì không có trí tuệ, không có sự viên mãn. Cho nên không có cái nhân làm sao có cái quả. Cái quả là ba la mật. Cho trường hợp là không thể nào có cái quả là ba la mật mà không có cái nhân là trí. Ngược lại, cũng có trí tuệ, cũng ba la mật, ấy là biết tất cả sáu pháp ba la mật. Người này vừa có trí tuệ vừa có ba la mật là người này có đủ sáu pháp ba la mật. Tức là thí dụ thôi, có trí biết bố thí, nhưng mà biết bố thí như thế nào để ba la mật viên mãn cho cả hai. Phong và ví dụ vậy nè, mình đi chợ mình mua đồ cho con, cái mình thương đứa thứ tư, cái mình mua cho nó cái bánh, cái mình quên thứ năm đi, đi ra tới cửa trà mua về đây mà lát đứa thứ năm nó biết được mình mua đứa tư, nó nói mình thiên vị nữa, thôi đi vô mua thêm cho đứa thứ năm luôn. Hồi nãy là mới có cái trí nhớ cái đứa một à, bây giờ nhớ luôn cả đứa hai. Bố thí vừa có trí tuệ vừa bố thí viên mãn ba la mật. Chứ mình làm việc gì á, mình biết suy nghĩ đến người kia, mình làm xong việc đó nó ảnh hưởng như thế nào, thì cái đó là viên mãn đó. Cũng có trí tuệ, cũng có ba la mật, ấy là tất cả sáu pháp ba la mật. Chẳng phải trí tuệ, chẳng phải là ba la mật, tức là tất cả hàng thanh văn duyên giác, tu bố thí trì giới. Có nhiều người ta cũng bố thí trì giới, nhưng mà ta làm cho hình tướng thôi, ta không có cái suy xét ở trong đó, và thậm chí không có tinh tấn luôn. Ví dụ như vậy nè, mình cho mà không ai khen hết trơn, thôi nghĩ cho. Trời, tôi tu quá trời mà sao không ai khen hết trơn, tôi nghĩ tu. Tôi làm quá trời quá đất mà sao không ai khen, không ai nói gì. Thì cái đó có, nhưng mà mình có làm, nhưng mà nó chưa đến chỗ ba la mật. Mình dễ buông xuôi, dễ bỏ cuộc. Bây giờ cuối cùng, thiện nam tử, nếu người có thể siêng năng tu tập sáu pháp ba la mật như trên, người ấy gọi là cúng dường sáu phương, tăng trưởng được tài sản và mạng sống. Quý vị có nhớ là cái nhân duyên của bài kinh này là gì? Là một anh thanh niên tên là gì? Tên là Thiện Sinh. Nghe lời của cha mẹ mình dặn, khi chết, cha mẹ chết rồi, sáng nào cũng ra ngoài trước cửa nhà, lại sáu hướng, đông, tây, nam, bắc, trên, dưới. Anh lại như vậy mà anh không biết tại sao anh phải lại. Phật đi ngang, Phật mới hỏi anh làm gì đó, nói dạ con lại sáu phương. Phật mới hỏi anh lại để làm gì, nói dạ con không biết, con thấy ba con lại theo. Thì Phật mới nói, ồ anh lại như vậy thì cũng không sao, nhưng mà để tôi nói cho anh nghe ý nghĩa của sáu phương, để anh hiểu rồi á, thì anh lại anh sẽ thấy thích thú, anh lại anh rất là vui vẻ được cái ý nghĩa của đó. Từ đó nó là cái duyên khởi để Phật nói cái bộ kinh này. Và cuối cùng Phật kết thúc nè: thiện nam tử, nếu người có thể siêng năng tu tập sáu pháp ba la mật như trên, người ấy gọi là cúng dường sáu phương. À, chỉ cần mình thấu đáo được sáu ba la mật, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, người ấy gọi là cúng dường sáu phương, tăng trưởng được tài sản và mạng sống. Tài sản này nó hai thứ ha: tiền tài, pháp tài. À, thí dụ như giờ mình bố thí cho người ta của gạo, bánh, đồ gì đó, đó là tiền tài, có cái phước đó. Nhưng mà pháp tài là gì? Là mình bố thí bằng tinh tấn, bằng nhẫn nhục,
bằng thiền định, bằng trí tuệ. Những cái đó là tài sản không không có hình tượng. Cho nên mỗi người chúng ta có hai tài sản đó. Bố thí là tài sản về tiền của, nhưng mà năm cái thứ kia là tài sản mình có được là trì giới nè, nhẫn nhục nè, tinh tấn nè, thiền định nè, trí tuệ nè. Tài sản nó không có hình tướng, mà lấy cái tài sản nội tâm này để bao ôm ấp luôn cả được cái phía trên là bố thí thôi thì quá tuyệt. Thiện nam tử Bồ Tát có hai hạng: tại gia và xuất gia. Bồ Tát xuất gia tu trí tuệ thanh tịnh không khó. Hàng tại gia tu trí tuệ thanh tịnh rất khó. Tại sao? Vì người tại gia có nhiều nhân duyên phiền trược vậy. Đó là hết kinh. Bây giờ Phật kết thúc ha. Sau khi Đức Thế Tôn thuyết pháp như thế rồi, thiện sanh cùng các trưởng giả tử 1000 u bà tắc phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Sau khi đã phát tâm liền từ tòa đứng dậy lễ Đức Phật, từ tạ mà lui về chỗ ở của mình. Đó là phần kết thúc. Là kinh này Phật nói xong có 1000 u bà tắc. Trong này là có u bà di nữa đó. Tức là có người thiện tính, thiện nam tính nữ hết đầy đủ mà các vị đến để nghe Phật pháp. Và thưa đại chúng, dĩ nhiên là một bản kinh đó, là Đức Phật nói nhiều cái giai đoạn rồi gom những cái ý này thành một bài kinh, chứ không có phải cái câu chuyện đó nó xảy ra một thời gian dài mà để chúng ta phải học nguyên cả cuốn như vậy. Cái kinh là có cái trường hợp là nó xảy ra nhiều chỗ, rồi những cái ý đó nó giống giống vậy, ta gom lại rồi ta kết thành một cái bộ kinh. Thì hôm nay là coi như là cuối tháng 9, cũng là lúc chúng ta kết thúc 94 lần học kinh U Bà Tắc Giới. Thì lần cái quyển này nè, hiện nay mình còn được khoảng 10 mấy quyển. Nếu mà vị nào chưa có thì có thể xin một quyển để đem về, rồi sau này mình nghe lại 94 bài đó, mình có mình dò theo. Nếu mà ai đã có rồi á mà không có đem theo gọi là treo giò. Nhưng mà mỗi nhà được có một quyển để theo dõi bản kinh này. Pháp Hòa còn có 10 mấy cuốn thôi là hết. Nếu ai chưa có thì xin cho xong. Dạ. Thì thôi, hôm nay lý do mình lấn giờ chút là bởi vì Pháp Hòa muốn cho nó xong cái bản kinh này. Bởi vì bắt đầu từ đầu tháng tới thì Pháp Hòa rất là bận với những cái chương trình Phật sự. Thì trước hết là xin cảm ơn tất cả đại chúng đã cho Pháp Hòa một cái cơ hội là được chia sẻ với quý vị những cái gì học hiểu của mình qua mỗi cuối tuần pháp thoại. Nếu đại chúng không có mặt thì Pháp Hòa không có cơ hội để nói, mà gặp cái người khoái nói. Cho nên đại chúng là nhân để Pháp Hòa phát triển được cái sự tu của mình. Cái ân này là ân lớn đó. Quý vị đang nuôi dưỡng và đang giúp cho Pháp Hòa tu tập tốt, nhờ là đại chúng siêng năng đi chùa hàng tuần và những lúc có pháp thoại. Thì trong khi mà chia sẻ đó thì thật sự là Pháp Hòa không có một cái tài liệu khác để mà nghiên cứu về cái quyển kinh này ngoài một bản dịch khác, cũng như là cái quyển tiếng Âm Hán. Thì đây là những gì Pháp Hòa chia sẻ theo cái hiểu và cái tu của mình, thì chắc chắn sẽ còn nhiều thiếu sót. Thì nếu mai mốt quý vị tìm những cái ý nào hay hơn nữa trong kinh này thì quý vị cứ bổ túc vào để cho sự học hiểu của mình mỗi ngày mỗi được thăng tiến. Xin cảm ơn đại chúng và chúc đại chúng được an lạc, và chúng ta sẽ gặp nhau vào khóa tu mùa thu. Những vị nào không tham dự được trọn hết cái khóa tu thì có thể canh thời gian để lên tham dự những buổi học kinh hoặc là những buổi lễ sám. Pháp Hòa có ghi đó trong cái chương trình đó, quý vị theo dõi đó mà tu tập. A Di Đà Phật. Thì Pháp Hòa cũng xin cảm ơn quý Phật tử ở bên Toronto. Quý vị đã nghe Pháp Hòa giảng cái kinh Người Áo Trắng. Khi Pháp Hòa có nhắc tới quyển kinh này và ước là có bộ kinh này để
chia sẻ với đại chúng. Thì quý Phật tử bên đó đã in cái quyển kinh này hồi năm 2010, và sau đó thì gửi về đây, nhờ cái quyển kinh này được in ở tại Toronto á, rồi gửi về đây biếu, Pháp Hòa mới có cơ duyên để nói bộ kinh này. Ở đây cũng xin chia sẻ và hồi hướng công đức đến tất cả quý Phật tử đã góp phần để in quyển kinh này. A Di Đà Phật. Mình hồi hướng nha. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.